Trại bò Tư Chiến chào quý khách, hôm nay là ngày 14 tháng 9 năm 2022. Bò chuẩn bị xuống trại gồm có ba bê pháp kem, bò về ba bò lỡ nhiều. Rồi anh chị các tỉnh gần xa dự tính nuôi bò đánh trại xem cùng tham khảo. Xem xét chuồng bò có xe nhà giao tận nơi cho anh chị luôn. Nguyên lô bò pháp kem, ba bê kem, bò chuẩn bị xuống trại giá rất là mềm. Rồi so với hôm trước giá rất là mềm. Ba bê kem, pháp kem. Còn hai con bò này về Vĩnh Long, một con về cặp Vĩnh Long, một con về Bình Dương. Ngày mai đi giao. Nguyên cái lô này về sáng bò chuẩn bị xuống trại. Rồi chú đi giặt nha. Đừng cho nó xuống mấy đó nữa sao? Đừng cho nó xuống mấy đó nha. Không có, đừng cho nó lọt nó đó biết không? Ôi dẫn cái hàng rào chúng coi đi, mắc bụi ơi, dẫn cưa được hàng rào cột luôn. Ôi cái hàng rào cột luôn. Trời ơi, ông bò thấy thương. Ông bò sáu múi, ông bò cực kỳ. Giống con hấu. Đó, bò bự anh. Anh Dũng Liêm đợi sáng giờ. Tôi nghe bên nằm đợi tử hồi sáng giờ đó. Anh qua anh lùa phụ anh lùa cho nó dắt ngoài giùm mày. Bò cơ bắp quá trớn như bò bắp. Rồi ai bắt con bò này? Quá phần xương thì cũng chán. Đi, đi dán này. Cưa bắp đi luôn kìa. Anh nuôi để làm kiển chơi này. Cái thương kìa. Nó đúng đời luôn á. Lên đạp nó xuống sẵn. Chứ lâu nó không xuống rồi. Chứ lên chứ đạp nó. Cậu có ý.